ai lấy được cả cái tờ. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể bà con nhân dân và du khách, trong những ngày xuân, các cô gái Hơ Mông xinh đẹp luôn nở nụ cười rạng rỡ, xúng xính bên những trang phục rực rỡ sắc màu. Đó cũng là nét đẹp duyên dáng của những cô gái vùng cao miền Sơn Cước. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức các tiết mục nhảy gặp nhau giữa rừng mơ, biểu diễn tốt lữ, đơn ca phiên chợ ngày xuân, sáng tác La Hoàng Quý, trình bày Quang Linh, song ca Tây Bắc gửi về anh, sáng tác Vũ Ngọc Đàm, biểu diễn Đức Duy, Ngọc Lan, múa Đoàn Xuân Ca, biểu diễn tốt nữ, múa cô giáo vùng cao, biểu diễn tốt nữ, đàn nhị, biểu diễn thào rè, hợp ca khát vọng tuổi trẻ, biểu diễn toàn đoàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Trẻ đẹp.